Sáng nay, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông tỉnh Hưng Yên năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay, tỉnh Hưng Yên có 72 học sinh dự thi ở 9 môn gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm. Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh có thêm phần nói, không thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên trung học phổ thông. Hội đồng coi thi gồm các cán bộ giáo viên của tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Nam Định và Thái Nguyên. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2022.